Giữa một Sài Gòn náo nhiệt, hình ảnh những chú chim bồ câu ở nhà thờ Đức Bà tự do bay lượn trên bầu trời, thỉnh thoảng chúng xả xuống, duyên dáng làm kiểu với khách du lịch và không hề e sợ mỗi khi họ đến gần, làm nên một nét đặc trưng đáng nhớ nơi đây. Bạn có thể mua một cốc thức ăn dành cho chim rồi đổ trên tay. Những chú bồ câu dạn người sẽ tự bay đến và trên tay bạn mổ thức ăn. Bồ câu dường như đã quen thuộc với được người cho ăn nên chúng không hề sợ hãi, thậm chí bạn có thể vuốt ve chúng như thân thiện. Không chỉ thu hút khách du lịch, nhiều đôi uyên ương cũng chọn vỉa hè nơi những chú bồ câu đậu để chụp ảnh cưới. Nói về nguồn gốc của đàn bồ câu ở nhà thờ Đức Bà, anh Nguyễn Phi Cường cho biết 15 năm trước đó, hai thợ chụp ảnh trước nhà thờ nuôi một đàn, nhưng trong đợt cúm gia cầm H5N1 năm 2005, đàn bị săn bắt giáo giết, chỉ còn lại hơn chục con. Số bồ câu còn lại được anh Cường cùng hai người nữa theo dõi, nuôi dưỡng và bảo vệ chúng. Sau một thời gian có thêm một số người khác trợ giúp cho đến nay. Mặc dù thỉnh thoảng đàn bị giảm do bị săn bắt trộm chim non, trứng, nhưng hiện nay vẫn còn khoảng hơn 300 con. Rất nhiều người Sài Gòn khi đến đây đều mong muốn được ngắm nhìn đàn bồ câu ở nhà thờ Đức Bà. Vì thế, họ sẽ thức dậy sớm khi nắng còn lả lời trên những ngọn cây. Khi đó, họ sẽ vô cùng thích thú khi được chạm vào những con chim bồ câu.